Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong chuyên mục Giải Đáp Thư ngày hôm nay. Như các bạn đã biết, trong những năm gần đây, Canada là một trong những nước thu hút số lượng sinh viên quốc tế khá lớn với sự phát triển kinh tế cùng với nền giáo dục hiện đại mà hầu hết những trường đại học, cao đẳng ở Canada đều được rất nhiều sinh viên, du học sinh tham gia với số lượng đông đảo. Điều gì đã tạo nên cơn sốt du học Canada như hiện nay? Đó là chính sách định cư Canada dành cho sinh viên sau khi tốt nghiệp từ các trường cao đẳng đại học tại Canada. Để hiểu sâu hơn về chủ đề ngày hôm nay, chương trình có mời đến chị Quế Hương, chuyên viên tư vấn du học Tân Đại Dương, sẽ giải đáp các thắc mắc của các bạn trong chuyên mục Giải Đáp Thư ngày hôm nay các bạn nhé. Để mở đầu chương trình hôm nay, chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên của bạn Thanh Thanh đến từ Lâm Đồng. Câu hỏi có nội dung như sau: em đã có visa du học Canada tại trường trọt Brown College tại Toronto, Canada vào tháng 9 này. Tuy có tìm hiểu rồi nhưng em vẫn lo lắng con đường sau này của em ở Canada sẽ ra sao. Em muốn tìm hiểu thêm về những chính sách định cư Canada dành cho sinh viên sau khi tốt nghiệp tại Canada ra sao. Liệu em có chắc chắn sẽ có cơ hội được cấp giấy phép ở lại 3 năm sau khi tốt nghiệp đại học không? Em xin cảm ơn và em mời chị Quế Hương ạ. Cảm ơn bạn Thanh Thanh đã gửi thư thắc mắc đến cho Tân Đại Dương. Thì chị xin trả lời câu hỏi của em như sau. Đó là đầu tiên khi chị chúc mừng em đã được cấp visa du học. Thì với tỉnh bang Ontario, chính sách định cư Canada dành cho sinh viên sau khi tốt nghiệp đang rất thông thoáng. Theo quy định từ Bộ Quốc tịch và Di trú Canada, hiện nay có rất là nhiều chương trình định cư được áp dụng tại đất nước này, bao gồm các chương trình của liên bang, tỉnh bang, các chương trình diện tay nghề, nhân đạo hay đầu tư kinh doanh. Đối với sinh viên quốc tế khi theo học tại Canada thì có 4 chương trình nhập cư nổi bật không yêu cầu kinh nghiệm làm việc. Đó là Express Entry và 3 chương trình của tỉnh bang Ontario được liệt kê như là International Student with a Job Offer Stream. Đây là chương trình áp dụng cho sinh viên theo học tối thiểu là khoảng 50% thời gian học tại Ontario. Với các chương trình cao đẳng, đại học, sau đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, sinh viên có thể nộp đơn ngay sau khi có thư mời làm việc mà không cần phải có kinh nghiệm việc làm trước đó. Theo diện nhập cư này thì sinh viên cũng không có cần phải đòi hỏi là phải chứng minh tài chính và cung cấp IELTS. Chương trình thứ hai đó chính là chương trình Pilot International Master Graduate Stream. Đây là chương trình chỉ dành cho sinh viên tốt nghiệp chương trình thạc sĩ tại một trường đại học thuộc Ontario và có ít nhất 1 năm sống tại đây. Với chương trình này thì sinh viên không cần phải có thư mời làm việc nhưng mà cần phải cung cấp chứng chỉ IELTS General tối thiểu là 7.0 và chứng minh tài chính khi nộp hồ sơ xin nhập cư. Và điểm lưu ý của chương trình này là sinh viên không được phép học thêm các chương trình học thuật nào khác trừ khi có yêu cầu từ công việc. Chương trình thứ ba gọi là chương trình International PhD Graduate Stream. Đây là chương trình chỉ dành cho sinh viên quốc tế theo học tại chương trình tiến sĩ tại Ontario. Sinh viên có thể nộp hồ sơ ngay sau thời gian học năm thứ ba nếu 2 năm đầu tiên có kết quả học tập tốt. Và khi nộp hồ sơ, sinh viên không cần cung cấp bằng chứng về IELTS, không cần chứng minh tài chính và không cần phải có thư mời làm việc. Với chính sách định cư Canada dành cho sinh viên sau khi tốt nghiệp tại Canada hiện nay thì sau khi tốt nghiệp thì em sẽ được cấp giấy phép ở lại làm việc trong vòng 3 năm. Và khi có việc làm, em có thể nộp hồ sơ xin nhập cư theo diện là International Student with a Job Offer Stream. Dạ, cảm ơn câu trả lời vừa rồi của chị Quế Hương. Sau đây chúng ta sẽ đến với câu hỏi của anh Công Thành gửi thư đến công ty du học Tân Đại Dương có nội dung như sau: tôi đang lên kế hoạch cho con gái tôi đi du học Canada sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông. Con gái tôi đang học lớp 11 tại trường trung học phổ thông Nguyễn Khuyến. Cháu là học sinh giỏi 10 năm liền với IELTS 5.5. Trước khi tốt nghiệp trung học phổ thông, cháu sẽ cố gắng lấy bằng IELTS 6.5. Tôi đang tìm hiểu trường đại học Bishop tại Quebec và chính sách định cư Canada dành cho sinh viên sau khi tốt nghiệp tại tỉnh bang này. Bởi gia đình em gái tôi hiện đang sống và làm việc tại đây, rất mong Tân Đại Dương cho tôi thêm thông tin về trường đại học Bishop và những chính sách định cư Canada dành cho sinh viên sau khi tốt nghiệp tại tỉnh bang này. Dạ, em xin mời chị Quế Hương ạ. Quebec là một thành phố thật sự đáng sống bởi vẻ đẹp thơ mộng, chịu nhiều ảnh hưởng từ châu Âu của nó. Và có nhiều người nói rằng Quebec bắt tuân theo luật nói tiếng Pháp quá nặng nề. Nhưng mà nếu bạn chỉ đến để mà học và sống một thời gian thì vấn đề ngôn ngữ có lẽ là không phải là quá lớn nếu mà so sánh với mức sống rẻ và hệ thống công cộng tiện lợi ở đây. Ngoài ra học thêm một ngôn ngữ lãng mạn như là tiếng Pháp thì sẽ giúp bạn nhiều điều trong cuộc sống. Đầu tiên, trường đại học Bishop là một trong những trường có lịch sử lâu đời nhất Canada, vị trí nằm cạnh Hoa Kỳ và là một trong số ít trường Anh ngữ của bang Quebec. Trường nằm ở vị trí trung tâm giao thoa giữa thành phố lớn của Canada và Hoa Kỳ, cách biên giới Hoa Kỳ khoảng 30 phút đi xe, cách Montreal khoảng 90 phút.
Tại đây, mỗi ngày đều có giao thông công cộng khứ hồi đến các thành phố như là Montreal, Toronto và Ottawa. Hiện nay, trường có 5 học viện chuyên về 5 phân khoa là về khoa học xã hội, giáo dục và đào tạo, khoa học nhân văn, kinh tế William, khoa học tự nhiên và toán học. Chương trình đại học gồm các chuyên ngành liên quan đến khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, quản trị kinh doanh và giáo dục đào tạo. Về chính sách định cư Canada dành cho sinh viên sau khi tốt nghiệp tại tỉnh Quebec thì Quebec với quyền lập pháp riêng đảm bảo được tính ổn định về chính sách định cư. Nhằm thu hút sinh viên quốc tế đến nhập cư thì các bạn sinh viên phải thỏa mãn được đầy đủ những điều kiện như là phải học tập từ 2 năm trở lên tại trường đại học của bang Quebec, phải trải qua 5 lớp tiếng Pháp. Đối với trường hợp như là con của chú thì công ty xin gợi ý cái lộ trình như là sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông tại Việt Nam thì con gái của cô hoặc chú sẽ chuyển tiếp lên chương trình học cử nhân tại các trường đại học tại Canada. Sau đó cháu sẽ được cấp giấy phép ở lại Canada làm việc đến 3 năm. Và sau 3 năm thì cháu sẽ được tìm việc làm thêm và ổn định và tiến tới định cư sau này. Cảm ơn câu trả lời vừa rồi của chị Quế Hương. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi của chị Thu Ngọc đến từ Hồ Chí Minh. Câu hỏi có nội dung như sau: vợ chồng mình đang quan tâm đến chính sách định cư Canada dành cho sinh viên sau khi tốt nghiệp tại tỉnh bang Quebec. Tân Đại Dương cho mình thêm thông tin về chương trình này được không? Tôi xin cảm ơn. Chị Quế Hương. Cảm ơn hai bạn đã gửi thư thắc mắc đến cho công ty tư vấn du học Tân Đại Dương. Thì với câu này thì mình xin trả lời câu hỏi của hai bạn như sau. Hiện tại Quebec đang có chương trình định cư sau đại học, gọi tắt là PEQ, là Quebec Experience Program. Chương trình này dành cho những bạn sau khi tốt nghiệp undergraduate degree, master degree hoặc là PhD ở bất kỳ trường nào ở Quebec, thì có nguyện vọng ở lại làm việc lâu dài sau này. Các bạn có thể nộp đơn trước khi kết thúc 6 tháng, nhưng hồ sơ chỉ bắt đầu được duyệt khi các bạn nộp bằng tốt nghiệp. Các bạn phải ở Quebec ít nhất nửa thời gian của chương trình học để thỏa mãn yêu cầu của chương trình. Đặc biệt là chính sách yêu cầu các bạn phải có trình độ tiếng Pháp từ bậc trung cấp. Nếu các bạn tốt nghiệp từ một trong những trường thuộc hệ thống tiếng Pháp thì không cần thi thêm bằng cấp nào hết. Nhưng mà nếu mà các bạn tốt nghiệp từ trường tiếng Anh thì các bạn phải đạt được là level 7 của bằng tiếng Pháp. Thì những cái bằng đó là bằng gì thì các bạn có thể là lên website của công ty tư vấn du học Tân Đại Dương để mà tham khảo, hoặc là alo trực tiếp để mà công ty tư vấn thêm ha. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ, chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học, du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.